Anh không dám đất ép hành động rồi. Lớn lên trong bom đạn hay gì lửa khối gì đó, có gì đó hay xạo xạo á. Không có, ý là hồi chiến tranh, nếu mà anh không phải là chiến tranh là khác. Ông cha tôi rồi sao nữa, trải qua biết bao thời kỳ tôi lớn lên. Như một đó là tiền thống, bom đạn dòi xé quê tôi. Dù mà nghèo á, tôi vẫn cố gắng ăn học để thành tài. Tôi cố gắng là tôi thành một người công an nhân dân để phục vụ cho quê hương đất nước tôi. Vì tôi yêu ý chí cha ông tôi. Ngày xưa bom đạn của tôi. Ok. Phần 1. Phần 1. Phần 2. Ngày xưa là